Chào buổi sáng tất cả các bạn. Video ngày hôm nay là một ngày mà mình sẽ dắt cho các bạn đi cùng với lại mình tới một cái trường mà mình đã từng học từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 10. Và đây là không hẳn là cái trường mà mình đã từng học, nhưng đây chính là cái trường, cái campus thứ hai của họ, ở rất là gần như quận 7 á mọi người. Và cái lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái trường này là tại vì mình sẽ cùng với lại những người mà mình đã từng học chung cách đây rất là nhiều năm rồi, và sẽ cùng nhau chơi bóng rổ. Và để các bạn theo dõi video của mình trong suốt thời gian qua thì các bạn cũng biết là mình bị thoái vị đĩa đệm, do đó thì mình đã không chơi bóng rổ từ 3 cho tới 4 năm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem 3 cho tới 4 năm mình vẫn có thể chơi bóng rổ được như xưa không nha mọi người. Và mặc dù hôm nay mình đi đâu, mình gặp ai, lát nữa mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Và bây giờ thì mình đã tới trường. Thì trường này có tên là The ABCIS. Thì ngày xưa khi mình học ở trường này từ lớp 6 cho tới lớp 10 thì cái campus của họ nằm ở ngay khu Trung Sơn. Nhưng mà đây là rất là gần nhà bè, do đó đây là một cái trường hoàn toàn mới. Và thật sự là những cái học sinh mà đang học ở tại đây được hơn những gì mà ngày xưa mình từng có từ tất cả facility. Thì một lần nữa shout out tới ABCIS. Tại vì mình chơi rất là thân với lại con hiệu trưởng. Và lát nữa các bạn sẽ biết con hiệu trưởng là ai, tại vì anh đó cũng là một YouTuber, một footballer, free kickers. Lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem và mình sẽ pop cái link Facebook của ảnh, no, YouTube của ảnh ngay đó luôn. Ok, thì lát nữa khi mà mình vào trong mình sẽ gặp lại mọi người nha. This is our championship that we won this year. Cái này là cái championship mà họ thắng năm nay. And how about the TS? That was the last year's championship. Cái này là đá banh, còn cái này là bóng rổ nè mọi người. Thì năm ngoái 2017 tới 2018 là TAS, còn năm nay là ABCIS. Thì đây chính là cái sân bóng rổ, và sân là sân rổ mọi người. Oh wow, this is a huge court. I saw someone come in before. Oh, someone's here. Yeah, someone's here. Okay. Maybe we have to wait for the lights to turn on. Oh wow. So yeah. You guys got like oh my god. Thì cái bạn này là ngày xưa học chung với lại mình á, mà lúc đó bạn còn rất là nhỏ. Thì ngày xưa thì tụi mình đều học ở ngay cái trường Trương Định đó mọi người. Và bây giờ thì ở ngay đây. Ok, và đây chính là cái đôi giày mà hôm nay mình sẽ mang để chơi bóng rổ. Thì nếu mà các bạn theo dõi những cái video của mình, và đặc biệt là cái video mà collection của mình đó mọi người, thì đây chính là một cái đôi KD mà mình đã từng mang xuyên suốt những cái năm mà mình học từ lớp 10, lớp 11, lớp 12, để mình chơi bóng rổ mỗi ngày vào lúc mà buổi trưa được ra ngoài mà ăn trưa mọi người. Thì đây chính là cái đôi KD mà hôm nay mình sẽ mang và chơi. Khá là cũ rồi mọi người, bị mòn nữa, nhưng mà không sao cả. Bộ đồ này tại vì nếu các bạn biết thì lâu lắm rồi mình không chơi bóng rổ, do đó thì mình không có một cái gì để sẵn sàng và chuẩn bị cho ngày hôm nay hết. Do đó thì mình sẽ mặc cái đồ mà mình rất là hay đi gym, đó là cái đôi giày mà mình đã từng mang rất là nhiều năm trước rồi. Ok, mang giày vào thôi mọi người. Và sau 10-15 phút lên rổ rồi bắn vài trái banh thì kiểu giá bây giờ rất là tuyệt vời mọi người. Sau 3-4 năm không được cầm tới cái trái banh, bây giờ thì mình cũng được cầm trái banh này, cũng được lên cái sân bóng rổ và cũng được chơi một cái trận game fully. Mình không biết tả cảm giác bây giờ như thế nào, nhưng mà tuyệt vời lắm luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua đó bắn vài trái banh nữa, và chắc là sẽ có một cái game nho nhỏ với lại tất cả mọi người ở đây. Và chắc cuối game mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một vài người từng đã học chung với lại mình. Thì bây giờ đi thôi mọi người. Cái lý do mà mình đợi nón á, tại vì hôm trước mình đi cắt tóc á, xong rồi mình nói với lại cái anh cắt tóc là để cái mái dài đi, nên bây giờ mình cởi nón ra chắc không thấy đường chung rõ luôn mọi người, cho mình phải đợi nón nha mọi người. Đừng có smash ở dưới phần comment nói về cái nón mình đang đổi nha. Ok, qua bắn cái vài trái mọi người. Mình bắn á xấu lắm luôn á. Sao rồi, nói chung là mình không có giỏi hay gì đâu, nhưng mà yeah, được chơi cũng hay nè. Thank you.
đó chính là cái một trận đầu mà mình bạn thấy là rất là tệ luôn, không có vô được cái nào hết, xong rồi chậm nữa nên bây giờ game 2. Let's go. Thì mình nói là mình chơi Warren từ ngày xưa luôn á. Đây là Warren có cái kênh YouTube á mọi người. Đá banh, xong rồi đá free kick. Thì mình sẽ để cái your YouTube channel here, okay? One United. Bây giờ còn một game nữa, lúc đầu nghĩ là chơi hai game liên tục á thì sẽ nghỉ, nhưng mà chắc là sẽ còn một game nữa mọi người. Với lại nếu các bạn biết á thì cứ mỗi lần mà người mình bị đổ mồ hôi á thì da mặt mình sẽ bị nổi sải. Do đó thì chắc là lát hồi các bạn cũng thấy được qua cái camera này, tại vì mình quay bằng 4K. Nếu mà các bạn mà coi trên cái màn hình to thì chắc chắn là sẽ thấy được. Và cái game lúc nãy thì tụi mình thua, tại vì hai đội hố cân đối. Chắc là mình sẽ tua nhanh và mình sẽ khó bỏ vô cái video này, tại vì không vô được cái nào hết đó. Chắc là lát nữa khi mà cái game tiếp theo bắt đầu thì mình sẽ gặp lại mọi người nha. Okay, let's play 21. Okay, let's play 21.
chính là một cái ngày mà cuối cùng thì mình cũng được chơi bóng rổ sau 3 cho tới 4 năm. Thì mình không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Tại vì cuối cùng mình cũng được chơi bóng rổ. Và chắc chắn là trong thời gian tiếp theo mình sẽ phục hồi lại, recover. Cái lưng của mình hy vọng là sẽ đỡ hơn để mình có thể dắt cho các bạn đi cùng với mình trong những cái ngày mà mình được đi chơi bóng rổ lại. Và chắc là hôm nay thì mình sẽ wrap up cái vlog này tại đây. Và lúc nãy thì cái game cuối á mọi người, mình cũng không có chắc là game 7 hay là 8, nhưng mà cái game đó thì tụi mình sẽ chơi tới game 21. Thì cứ những cái điểm mà ở trong cái vòng á thì sẽ tính 1, còn ở ngoài mà bắn 3 điểm thì sẽ tính 2. Thì lúc nãy là tụi mình thắng với cái số điểm là 21 với lại 15, 16, mình cũng không có chắc nữa. Lát nữa khi mà về mình sẽ xem lại video này. Thì chắc là bây giờ mình sẽ outro cái video này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo nha mọi người. Thì mình đi vào, các bạn enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kế bên dấu like có dấu subscribe, smash your subscribe luôn. Kế bên dấu subscribe có cái chuông nha, các bạn biết rồi đó. Hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình up video mới lên. Một lần nữa mình là Phao Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace out.